Tại vì bữa giờ Duyên Yến mà phải bấm giờ cho Yến, bữa giờ nó ăn chậm quá cả nhà. Cái nhà cũng cũng thấy mấy cái clip mà đua với Khoa với Hoàng á, cái nhà nói Yến ăn chậm nên mập bấm giờ với mấy đứa bữa giờ. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. Thì cả nhà ơi, trước mặt cả nhà đó là Yến Hugo và một mâm bốn con gà. Gà này là gà gà gán cả nhà, gà gán nguyên con á. Thì gà này mà mua bên FKT cả nhà. Đó, thì một con như vậy là 160, bốn con sẽ là 640. Đó. Thì Yến hôm nay Yến sẽ múc băng bốn con gà này nha cả nhà. Thì Mập sẽ có cho Yến là bao nhiêu tiền ta, nếu mà hết 40 gà này thì 2 triệu đi. Trong vòng bao nhiêu phút? Bây giờ 4 con ha. Ý là một con 10 phút, 4 con 40 phút đi, trong vòng 40 phút đi. Là một con sẽ là 500 ngàn. Rồi 40 phút là ngưng lại nha. Là tính ví dụ ăn được nhiêu con tính tiền nhiêu con, cỡ nào cũng có tiền rồi chứ để lâu quá. Nhưng mà em cứ ăn thoải mái nhất có thể nha Yến, thử coi. Đây hiện giờ 40 phút. Đây rồi, mập mời cả nhà ăn với lại Yến nha. Đây 40 phút nữa nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Mà kiểu nhẹ nha. Đó. Cái đùi. Tại vì bữa giờ Duyên Yến là mà phải bấm giờ cho Yến, bữa giờ nó ăn chậm quá cả nhà. Cái nhà cũng cũng thấy mấy cái clip mà đua với Khoa với Hoàng á, cái nhà nói Yến ăn chậm nên mà bấm giờ với mấy đứa bữa giờ. Còn giòn không biết.
Với tiến độ này là kịp nghe yến nha. Giòn quá em ăn chấm sốt luôn ha. Để vô mâm chấm cho hấp dẫn. Bên đây có đường ớt nữa hả? Để bên này thấy không? Bên này thấy Cũng thấy mà không sao, để thêm chút xíu, để cái bọc đường xương chứ cái gì đâu mà nước sốt nó có cài không? Cay nhỉ không? Nghe chờ đó sớm à, lâu quá à. Dạ,
tiếp tục anh nhé, anh bấm dừng tiếp tục. Cái máy nó mà mới bị sập nguồn cả nhà, nên mất một phút ý ăn, hình như là chắc mất tầm khoảng 1-2 phút thôi cả nhà. Xui ghê, không kiểm tra mới vừa bước ra ngoài cái nó sập luôn. Yến còn hơn 20 phút nữa. Chắc Yến vượt qua rồi.
Ồ, được rồi, được rồi. Ba cái nó cứng. Và cái ba cái bột mà gọi là sao đó, nó bị đậm, đã đậm giọt giọt á, rồi cứng lắm. Rồi thì sao ta, Yến còn tới hơn 7 phút cả nhà, quá xuất sắc luôn. Chỉ có bấm giờ mới tiết chế được mấy em thôi, chứ thật sự là tại vì cả nhà biết sao không, mập không phải mập hai ba lời, nhưng mà khi mà mấy đứa ăn ăn đùa với nhau á, thì cả nhà bữa giờ cũng phát hiện Yến là bị 3-4 lít rồi. Yến nó hơi bị chậm xíu cả nhà, chứ không phải là cái em nó chính là chắc là do người em nó bị bệnh á, xong cái mệt á kiểu cái đó không phải là em giải thích ngay lúc đó để cả nhà mà không có biết. Nhiều khi anh biết á, nhưng mà anh nói thì cả nhà nói anh là thiên vị em đồ này kia, giải thích cho em nhiều á thì cũng khó cho anh, đúng không? Em phải tự em lên tiếng là hôm nay em bị bệnh, em mệt hay sao đó. Em sẽ rút kinh nghiệm. Chứ mấy clip trước thì Mập nói là cho mấy đứa thưởng thức không bấm thời gian, cái tự nhiên clip này mà bấm thời gian thì nó cũng hơi vô lý, nhưng mà Mập muốn cho cả nhà thấy là cho Yến nó cũng tập lại cho nó ăn nó nhanh nhanh hơn xíu cả nhà. Chứ bây giờ ăn đua mà cứ để hoàng thắng hoài, nó cứ lụm 1,2 triệu, 1,5 triệu, 2,5 triệu hoài, mốt hoàng sắm xe hơi luôn. Yến còn đi xe Airblast luôn mà chết luôn đó. Đó nên phải bây giờ là Mập phải sao ta, giúp Yến là giúp Khoa hoặc là Tuấn gì đó đứa một vé để cho hoặc ngã hoàng mới được, cho hoàng mất tinh thần mới được. Nói về tội nghiệp em hoàng quá ha. Nhưng mà anh em trong nhà thì cũng rất là vui vẻ cả nhà, ai được tiền nhiều thì cũng vui cả làng hết. Thay vì hôm nay Yến thua đi, nhưng mà đa số là thua, Yến với Khoa đa số là thua hoàng. Nhưng mà bù lại thì khi mà quay một mình thì mấy đứa nó cũng kiếm lại được một cái thu nhập cũng đáng kể hơn xíu. Thì hoàng á, thì thí dụ như hoàng thắng thì hôm sau Mập cho hoàng ăn ít lại để nó ít tiền hơn, để mấy đứa nó khỏi bị băng bì. Nói chung là Mập là một người mà gọi là đầu tàu ở nhà, cái Mập hơi bị nhức đầu mấy cái chuyện đó, phải sao cân bằng hết. Nhưng mà tập thể mà đó, những cái chén mà để chung với nhau không thể nào mà không phát ra tiếng động được, nhưng mà mình phải sao đó nó cân bằng nhất có thể, rồi anh em nhịn nhau chút xíu vậy đó, để cho nó hòa nhã, nó vui vẻ hơn thôi đó. Thì hôm nay thì Yến ăn ở nhà cũng thấy rồi đó, chỉ có ba mấy phút thôi ở nhà, còn chưa tới 10 phút. Đó, thì Yến xứng đáng được. Ê, trời ơi. Ô xưa con cò này nó bay, nó đáp la đà quá. Đây 2 triệu em ha. Cảm ơn anh. Đó, người thật việc thật. Không có gì nữa. Ừ. Đó, còn ai mà không muốn ấy thì cứ à. Gì? Anh còn muốn kiểu như là ai muốn giao lưu với em thì giao lưu. Nhưng mà bữa giờ đăng thì có rất nhiều, cũng có nhiều bạn vô hỏi, nhưng mà anh cũng không biết là mấy bạn có ăn được thực sự hay không, nó chưa có thời gian để giao lưu với mấy bạn nữa. Nhưng mà thiệt, nếu mà ai muốn có khả năng mà ăn nhiều thì giao lưu với lại team của Mập nha. Mập sẵn sàng, Mập lúc nào cũng về cơm cái nhà hết. Rồi, thì clip này tới đây thì thôi cái nhà Mập với hai anh em Mập sẽ kết thúc clip tại đây. Cái nhà Mập mong là cái nhà sẽ ủng hộ Yến, ủng hộ tất cả những thành viên trong team của Mập. Và đừng quên đăng ký kênh và like clip ủng hộ Mập nha. Còn bây giờ thì cảm ơn cái nhà và hẹn gặp lại vào clip sau nha. Bye bye.